Thưa quý vị, bản tin chi tiết trong phần tin thế giới đầu tiên cho biết có ít nhất 38 người di cư đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngoài khơi bờ biển Djibouti. Vào thứ Ba, thì Tổ chức Di cư Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất là 38 người di cư đã thiệt mạng trong một vụ chìm tàu ngoài khơi bờ biển Djibouti. Tổ chức Di cư Quốc tế IOM cho biết ít nhất là 6 người đang mất tích và được cho là đã thiệt mạng, và có 22 người sống sót đang được tổ chức chính quyền địa phương hỗ trợ. Yvonne Nage, người phát ngôn khu vực của IOM, cho biết vụ đắm tàu xảy ra khoảng 200 mét ngoài khơi quốc gia Djibouti và tàu chở người di cư đã rời Yemen vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương ngày 8 tháng 4. Tàu chìm khoảng 2 giờ sau đó và khoảng 66 người trên tàu, họ chủ yếu là công dân Ethiopia. Trong khi đó, thì Thủ tướng Anh Quốc muốn chuyển hàng ngàn người xin tị nạn tại Anh đến Rwanda. Thủ tướng Anh Quốc là Rishi Sunak và Tổng thống Rwanda là Paul Kagame mong đợi một chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh vào mùa xuân theo kế hoạch mà Anh Quốc đã trục xuất người xin tị nạn đến Rwanda. Theo thông tin từ cuộc họp của họ vào hôm thứ Ba ngày 9 tháng 4, hàng ngàn người xin tị nạn đã đến Anh trên các chiếc thuyền nhỏ mỗi năm. Thủ tướng Anh Quốc là Rishi Sunak muốn chuyển họ đến Rwanda, nhưng những thách thức pháp lý đã ngăn chặn. Có hàng chục ngàn người xin tị nạn ở Anh Quốc đã bị từ chối tị nạn, nhưng họ không thể bị trục xuất vì chính phủ không được phép trả lại những người này đến một quốc gia bị chiến tranh. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết người Bangladesh trở về nhà để đón lễ Eid cùng với gia đình. Nhiều người Bangladesh làm việc tại thủ đô Dhaka đã lũ lượt về quê nhà để đoàn tụ với thân nhân trong dịp lễ Eid. So với Indonesia và Pakistan, thì lễ Eid ở Bangladesh bắt đầu trễ hơn một ngày. Eid al-Adha là kỳ nghỉ của người Hồi giáo trên khắp thế giới để thể hiện sự tôn vinh đối với Ibrahim hoặc Abraham, người đã hy sinh theo lệnh của Đức Chúa Trời. Người Hồi giáo thường đánh dấu kỳ nghỉ này bằng cách giết dê hoặc cừu. Thịt sẽ chia sẻ cho các gia đình, bạn bè hoặc tặng cho người nghèo khó. Lạm phát ở Mỹ tăng cao vượt dự báo, Fed có thể sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất. Bộ Lao động sáng nay thứ Tư ngày 10 tháng 4 đã công bố phúc trình báo cáo về mức độ lạm phát của tháng 3. Theo báo cáo, thì chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng là 0,4% trong vòng tháng 3 và cao hơn 3,5% so với một năm trước. Trong khi đó, thì các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự đoán là mức tăng lần lượt 0,3% và 3,4%, mức tăng thực đều cao hơn dự báo. CPI lõi không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng đã tăng 3,8%, cao hơn dự đoán là 3,7%. Chi phí nhà ở và năng lượng là yếu tố chính đã gia tăng lạm phát. Chi phí nhà ở là chiếm khoảng 1/3 tỷ trọng trong CPI và tăng 5,7% so với một năm trước. Giá năng lượng đã tăng 1,1%, giá thực phẩm chỉ tăng là 0,1% trong tháng và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Thêm một kỹ sư đã tố giác phi cơ 787 Dreamliner của Boeing được lắp ráp không đúng cách. Thưa quý vị, theo tường trình của nhật báo The New York Times vào thứ Ba ngày 9 tháng 4, cơ quan hàng không liên bang FAA đang điều tra khiếu nại của một kỹ sư Boeing nói rằng các phần thân của phi cơ 787 Dreamliner được lắp ráp không đúng cách và có thể nứt giữa chuyến bay sau hàng ngàn hành trình. Kỹ sư Sam Salapour, người làm việc trên phi cơ 787 Dreamliner, trình bày chi tiết các cáo buộc lỗi thân phi cơ trong các cuộc phỏng vấn với tờ New York Times và trong các tài liệu gửi cho FAA. Ông Salapour làm việc tại Boeing hơn một thập niên, cho biết các trục trặc bắt nguồn từ những thay đổi trong phương pháp lắp ráp. Thân phi cơ có nhiều mảnh, tất cả đều từ các nhà sản xuất khác mà ra và không có hình dạng hoàn toàn đồng nhất khi gắn lại với nhau. Tối cao pháp viện Arizona phục hồi hiệu lực luật cấm phá thai có từ 160 năm trước. Tối cao pháp viện ở Arizona hôm thứ Ba ngày 9 tháng 4 phán quyết rằng luật cấm phá thai có từ 160 năm trước vẫn có hiệu lực. Đây là một quyết định chấn động, đặt tiểu bang này vào danh sách những địa phương áp dụng chính sách cấm phá thai khắt khe nhất. Phán quyết này được cho phép một đạo luật được ban hành từ năm 1864 ở Arizona có hiệu lực quy định việc phá thai là một trọng tội và có thể bị phạt từ 2 đến 5 năm tù đối với bất kỳ ai thực hiện phá thai hoặc giúp một phụ nữ phá thai. Luật này được soạn thảo từ năm 1901 và một lần nữa vào năm 1913, cấm phá thai ngay từ thời điểm thụ thai nhưng cho phép ngoại lệ để cứu mạng người phụ nữ. Tổng thống Biden kêu gọi Israel ngừng bắn từ 6 tới 8 tuần tại dải Gaza. Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài Univision, Tổng thống Biden nói rằng tôi đang kêu gọi Israel thực hiện một lệnh ngừng bắn trong 6 tới 8 tuần tới để tạo điều kiện đưa thực phẩm và thuốc men vào dải Gaza.
Ông cho biết thêm, tôi đã nói chuyện với tất cả mọi người từ Saudi Arabia, Jordan tới Ai Cập. Họ đã chuẩn bị chuyển thực phẩm vào và tôi cho rằng không có lý do gì để từ chối đáp ứng nhu cầu y tế và thực phẩm của người Gaza. Và cần thực hiện việc này ngay bây giờ. Vài giờ trước khi cuộc phỏng vấn được phát sóng vào tối ngày 9 tháng 4, nhiều quan chức Hoa Kỳ công khai bày tỏ cách tiếp cận khác. Họ nhấn mạnh rằng chính Hamas, chứ không phải Israel, đang trì hoãn thỏa thuận về lệnh ngừng bắn này. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nhấn mạnh, tôi tin rằng Israel đã sẵn sàng và Hamas nên đến bàn đàm phán và chuẩn bị như vậy.